Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nằm sâu trong khối khí rét mạnh nên đêm qua và sáng sớm nay ở miền Bắc trời vẫn rét buốt với nhiệt độ ngoài trời lúc này trên toàn miền đều thấp. Ở vùng núi và trung du phía Bắc nhiệt độ thấp dưới 6 độ, còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ dao động trong khoảng từ 7 đến 10 độ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh không còn tăng cường thêm xuống nước ta nữa, nhưng cường độ suy yếu chậm. Miền Bắc trời khô ráo, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Trung Du và vùng núi vẫn chỉ từ 9 đến 11 độ. Khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ trong khoảng từ 12 đến 13 độ. Cả miền Bắc vẫn còn xảy ra rét hại trên diện rộng. Lúc này ở Trung Bộ, khu vực rét nhất là 3 tỉnh phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với nhiệt độ ngoài trời chỉ từ 9 đến 11 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, tuy không khí lạnh không còn tăng cường xuống nước ta, nhưng gió đông bắc ở miền Trung vẫn còn mạnh. Vì thế, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời vẫn nhiều mây. Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và tiếp tục rét hại, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 12 đến 14 độ. Còn tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, toàn vùng ở ngưỡng rét. Nhiệt độ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trong khoảng từ 15 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ là từ 20 đến 22 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa thì cũng có mưa, trời lạnh với mức nhiệt từ 23 đến 26 độ. Riêng khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận trong ngày hôm nay vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến từ 26 đến 29 độ. Ở miền Nam, khí lạnh chỉ khuếch tán yếu tới khu vực phía Bắc của Tây Nguyên, làm cho Tây Nguyên trong ngày hôm nay mây nhiều hơn, nhiệt độ giảm nhẹ, phổ biến dưới 29 độ. Còn Nam Bộ hôm nay trời vẫn có nắng sớm, nhiệt độ ngày cao từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió đông bắc mạnh cấp 6, phía nam có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Đến đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.